gặp lại người vợ tìm thấy chồng đi lạc 13 năm nhờ xem clip trên TikTok. Tết đầm ấm hơn mọi năm vì đã đón được chồng về nhà. Xa nhau mấy tháng trời vì dịch, khoảnh khắc bé gái gặp lại mẹ và em trai khiến ai nấy vỡ òa. Ngày đầu xuân năm mới, Quỳnh Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị khán giả trong các video tin tức thời sự đời sống xã hội. Xin được gửi lời chúc tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cùng gia đình sẽ có một năm mới 2022 với nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Sau 13 năm vắng bóng chồng, năm nay Tết nhà chị Cường tổ chức to hơn, sắm sửa cây đào, cây quất, gói nhiều bánh chưng để cảm nhận không khí rộn ràng của mùa đoàn viên. Tháng 5 năm 2021, câu chuyện người vợ tìm thấy chồng lưu lạc 13 năm nhờ xem clip trên TikTok đã gây xúc động mạnh mẽ. Đó là một cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt và như chưa hề có cuộc chia ly, gia đình đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách. Chị Đinh Thị Cường, 51 tuổi, tên thường gọi là Năm, trú xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nói rằng năm nay cả nhà đón một cái Tết đoàn viên trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đinh Văn Phú và chị Cường nằm sâu trong con ngõ nhỏ, đường đất quanh co tại xã Yên Lãng. Một ngày cuối năm, chị Cường vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa gọi chồng dậy tắm gội. Cuộc sống gia đình hạnh phúc là điều mà chị hằng mong ước từ ngày chồng bỏ đi. Chị Cường hơn anh Phú 5 tuổi. Năm 1998, hai người kết hôn khi ở tuổi đời còn khá trẻ. Hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng vợ chồng hết mực yêu thương nhau, phấn đấu làm ăn. Vợ ở nhà làm ruộng, đi chợ buôn bán lặt vặt. Còn chồng khi là thợ hồ, cày thuê cuốc mướn, khi là công nhân trong mỏ đá. 5 năm trôi qua, hai đứa con khỏe mạnh lần lượt chào đời. Cho đến khi người con thứ hai tròn 7 tháng tuổi, anh Phú bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thần kinh không bình thường. Lúc đó tính tình anh dần thay đổi, tâm trí lúc tỉnh lúc mơ, cả ngày chỉ cười nói vu vơ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai người vợ. Thương chồng, chị Cường dành dụm, vay mượn người thân để có tiền đưa anh đi chữa trị. Tuy nhiên, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại càng trở nặng. Những lúc bình thường, anh đỡ đần vợ một số công việc lặt vặt. Nhưng mỗi khi lên cơn, anh lại đập phá nhà cửa, đuổi đánh vợ con, hàng xóm. Mẹ con chị Cường buộc sắt xíu nhau sang nhà người thân lánh nạn. Chồng bệnh tật, hai con còn nhỏ dại, chẳng thể gánh gượng thêm. Chị Cường bàn với người thân gửi anh Phú vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng được mấy tháng anh không chịu được, thường xuyên đập phá và tìm cách trốn ra ngoài. Những lúc như vậy, chị Cường lại phải lên trung tâm hỗ trợ tìm chồng. Sau hơn một năm ở trung tâm, anh Phú trốn ra ngoài, bỏ đi lang thang và mất liên lạc với gia đình. Đằng đẵng 13 năm tìm chồng, ai mách đâu chị Cường lại lên đường. Hy vọng rồi lại thất vọng, hàng chục lần như thế tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi luôn tự nhủ rằng nhất định sẽ tìm được chồng. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn tin anh ấy còn sống, chị Cường bộc bạch. Từ ngày chồng bặt vô âm tín, chị Cường một mình nuôi hai con và kiếm tiền tìm chồng. Chị không ngại công việc nặng nhọc như phụ hồ, cứ có tiền là nhận làm, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố. Thấy chồng tôi mất tích, nhiều người theo đuổi và muốn lấy tôi làm vợ. Nhưng yêu chồng, thương con, tôi quyết định ở vậy. Tiền làm được bao nhiêu lo cho các con, còn ít tôi lại đem đi in giấy dán khắp nơi để tìm anh ấy. Tôi cũng chẳng sắm sửa gì cho bản thân, chị Cường nói. Thời gian trôi qua, đứa con gái ngày nào chưa đầy một tuổi, nay đã lên lớp 12. Chị Cường vẫn chưa thôi khắc khoải đợi chồng. Chị tin anh Phú vẫn còn sống và lưu lạc ở nơi nào đó. Những ngày bé út sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị bất ngờ xem được một đoạn clip trên TikTok, nhận thấy người đàn ông rất giống với chồng mình. Tôi xem clip vào buổi đêm đã thấy người đó giống chồng mình. Trưa hôm sau tôi lại xem tiếp. Tôi ngắm mãi clip đó đến lúc mà điện thoại tôi hết pin. Tôi bỏ mặc tất cả, chỉ chăm chú xem vào dáng đứng và cách anh ấy gãi vào gò má, chị Cường kể lại. Khi hỏi người thân, ai cũng khẳng định đó chính là anh Phú. Chị Cường mừng quính, liên hệ với chủ nhân clip nhờ xác nhận. Và khi chị Tuyết, chủ kênh TikTok cho xem hình xăm trước ngực anh Phú, chị Cường như vỡ òa, gỡ được nút thắt trong lòng hàng chục năm qua. Gia đình vội lên Tuyên Quang để đón anh về. Gặp lại chồng, chị Cường xót xa khi anh đã già đi rất nhiều. Dù anh liên tục xua đuổi, nhưng chị vẫn rất vui và hạnh phúc. Chị chỉ biết khóc. Người thân, hàng xóm đứng bên cạnh cũng khóc theo. 13 năm qua, chị không dám nghĩ một ngày gia đình lại được đoàn tụ. Tìm thấy chồng, trong lòng tôi mới thoải mái. Tôi luôn dằn vặt bản thân. Tôi thương chồng, không biết những lúc khắc nghiệt, anh ấy sống như thế nào.
con trai con gái đều động viên mẹ, khi nào có tiền, con sẽ tìm bố về. Chị Cường xúc động. Từ ngày về nhà, anh Phú chỉ nằm trong phòng, ai động vào người anh đều kháng cự. Hiếm lắm anh mới ra ngoài chơi, mái tóc cũng đã được cắt ngắn, gọn gàng và sạch sẽ hơn. Những lúc tỉnh táo, anh trò chuyện và ăn cơm với vợ con, rót nước mời khách đến chơi hoặc hỏi han mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng anh cũng nhận ra người thân, gọi tên vợ và con gái út. Chỉ những hành động nhỏ nhặt thế cũng khiến chị Cường và hai con xúc động. Lắm lúc bệnh tình tái phát, anh chạy ra ngoài vườn phá phách, nhổ hết cây thuốc. Cái bệnh này rất khó chăm sóc, mỗi lần động vào người, anh đều đẩy tôi ra xa. Người vợ kể, nhiều lúc muốn cởi áo cho chồng mang đi giặt nhưng không được, rồi phải nịnh, anh mới chịu đi tắm. Cuộc sống của chị Cường thực sự viên mãn, dù vẫn còn muôn vàn khó khăn. Cậu con trai lớn làm công nhân xa nhà, còn bé út đã lên đại học, học online do tình hình dịch bệnh phức tạp. Chị có nghề bốc thuốc nam của mẹ để lại, kinh tế cũng khá hơn, không còn dằn vặt lương tâm. 13 năm vắng bóng chồng, Tết đến chị Cường không tha thiết sắm sửa, chỉ mua vài bộ quần áo mới cho con đỡ tủi thân. Mỗi khi ra đường, thấy mọi người vui vẻ, hát hò đón xuân, chị lại lủi thủi và chạnh lòng. Thế nhưng năm nay, gia đình chị quyết định ăn Tết to hơn mọi năm. Chị sắm cành đào, cây quất, gói nhiều bánh chưng để cảm nhận không khí rộn ràng của mùa đoàn viên. Dù không đủ đầy, nhưng Tết sẽ đầm ấm và hân hoan hơn mọi năm vì đã đón được chồng về nhà, người vợ vui vẻ nói. Một cái Tết đầy đủ thành viên, trọn vẹn và ý nghĩa đối với gia đình anh Phú, chị Cường. Tôi chỉ mong có sức khỏe, làm việc kiếm tiền, xây một căn phòng mới để chồng sống thoải mái hơn, chị nói. Quả thực, nhà là gì nếu như không phải những khoảnh khắc sum vầy giản dị, là điều bình yên chờ đợi mỗi thành viên khi trở về. Tết là nhà, là tình thân, là nơi bão rừng sau cánh cửa. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Sau gần một năm, dịch bệnh khiến trẻ không thể đến trường. Vì vẫn phải đi làm nên nhiều phụ huynh buộc phải gửi con về quê với ông bà. Thời điểm dịch bệnh lên đỉnh điểm, bố mẹ và con cái phải xa nhau, không thể gặp gỡ thường xuyên. Mới đây trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ của bé gái với mẹ và em trai của mình. Do dịch nên 3 tháng nay cả nhà phải xa nhau. Đến cuối năm, người mẹ mới đưa con trai về thăm hai chị gái của mình. Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé từ trong vừa chạy ra vừa khóc nức nở. Bé ôm chầm lấy mẹ và gào khóc. Thời gian xa quá lâu khiến bé nhớ gia đình vô cùng. Khoảnh khắc này khiến ai cũng phải rơi nước mắt vì quá xúc động. Dưới phần bình luận, nhiều người xa quê đã không kìm được nước mắt, chúc mừng gia đình đã được gặp lại nhau sau thời gian xa cách. Chỉ mong dịch bệnh chóng qua, trẻ em được trở lại trường học và không phải xa bố mẹ nữa. Thương quá, xa bố mẹ chắc bé rất buồn, nhìn con khóc mà khóc theo. Tết đoàn viên thật rồi, chỉ cần được gặp nhau là hạnh phúc. Thương con quá, chắc nhớ bố mẹ nhiều lắm, không vì mưu sinh thì cũng không phải xa con. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận. Quả thực, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên, chỉ cần được ở bên nhau, nhìn thấy người thân khỏe mạnh, con cái quây quần sum vầy, ấy chính là Tết. Những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, bên cạnh những hoạt động truyền thống quây quần bên gia đình, vui chơi hái lộc đầu xuân, mong quý vị đừng quên dành thời gian để cập nhật thông tin mới trên kênh tin tức thời sự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị trong suốt một năm vừa qua. Mong rằng năm mới chúng tôi vẫn luôn là cầu nối, truyền tải đến quý vị những tin tức mới trong ngày. Kính chúc quý vị một năm mới niềm vui phơi phới, công danh sự nghiệp tấn tới, sức khỏe dồi dào, tình duyên viên mãn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!